Xin chào các bạn học sinh, cô tên là Trà My. Hôm nay cô và các bạn hãy cùng nhau đi tìm hiểu bài tiếng Việt 3 tuần 10 chủ đề quê hương. A là kiến thức trọng tâm, một ôn tập phần so sánh và hai là ôn tập phần dấu chấm. Ở phần so sánh và phần dấu chấm này thì ở các video của tuần trước cô cũng đã hướng dẫn các con về cả phần kiến thức và các dạng bài tập. Bây giờ nếu như các con không nhớ thì các con hãy mở lại video các tuần trước của cô và các con xem lại. Sau đó các con quay lại đây và tiếp tục cùng cô làm các dạng bài tập với các con. Phần B, bài tập 1, đọc hiểu. Bây giờ cô và các bạn hãy cùng nhau đọc hiểu bài đọc này nhé. Quê hương. Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú. Thảo rất yêu quê hương mình. Thảo yêu mái nhà tranh của bà, yêu giàn hoa thiên lý tỏa mùi hương thơm ngát, yêu tiếng võng kẻo kẹt mẹ đưa, yêu cả những đứa trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch. Nơi thơm hương cánh đồng lúa chín ngày mùa, thơm hương hạt gạo mẹ vẫn đem ra sàng sảy. Thảo nhớ lại những ngày ở quê vui biết bao. Mỗi sáng Thảo đi chăn trâu cùng cái Tí, nghe nó kể chuyện rồi hai đứa cười rũ rượi. Chiều về thì đi theo các anh chị lớn bắt châu chấu cào cào. Tối đến rủ nhau ra ngoài sân đình chơi và xem đom đóm bay. Thời gian dần trôi, Thảo chuyển về thành phố. Đêm tối ở thành phố ồn ào, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê. Những lúc đó, Thảo thường ngẩng lên bầu trời đếm sao và mong đến kỳ nghỉ hè để lại được về quê. Sau khi cô trò chúng ta đã cùng nhau đọc bài đọc hiểu trên, thì bây giờ các con hãy dựa vào nội dung bài đọc trên, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc là làm theo yêu cầu của mỗi câu hỏi. Câu 1. Quê Thảo là vùng nào? A. Vùng thành phố náo nhiệt. B. Vùng nông thôn trù phú. C. Vùng biển thơ mộng. Và D. Vùng Tây Nguyên. Ở câu đầu của đoạn văn, tác giả đã nói rằng quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú. Vậy đáp án trả lời đúng nhất cho câu này chính là đáp án B. Câu 2. Thảo nhớ những kỷ niệm gì ở quê nhà? A. Đi chăn trâu cùng cái Tí, nghe nó kể chuyện vui. B. Theo các anh chị lớn đi bắt châu chấu cào cào ra đình chơi xem đom đóm bay. Và C. Chèo thuyền trên sông. D. Đếm sao. Ở trong đoạn văn này tác giả nói rằng Thảo đi chăn trâu cùng cái Tí, nghe nó kể chuyện rồi hai đứa cười rũ rượi. Chiều về thì đi theo các anh chị lớn bắt châu chấu cào cào. Tối đến rủ nhau ra ngoài sân đình chơi và xem đom đóm bay. Đây là những ký ức mà Thảo nhớ về về những ngày mà Thảo còn ở quê của mình. Phương án trả lời đúng nhất cho câu này đó chính là phương án A và phương án B. Đáng lý ra thì chúng ta sẽ chọn một câu thôi, nhưng mà ở cái câu 2 này thì cả hai ý này đều là đúng, cho nên thì bây giờ chúng ta sẽ chọn cả hai ý này. Còn nếu như vài bữa ra thi mà câu này nó sẽ bình thường, người ta sẽ cho thêm một câu nữa, ví dụ như là câu C A và B đúng, rồi hoặc là câu D A và B sai gì đó, thì chúng ta sẽ chọn câu nào mà có đáp án A và B trong đó với các con. Tiếp theo chúng ta sẽ qua câu 3. Vì sao Thảo lại mong đến kỳ nghỉ hè để được về quê? A. Vì quê Thảo rất giàu có. B. Vì quê Thảo có nhiều đồ ăn ngon và lạ. C. Vì Thảo rất yêu quê hương, nơi có nhiều kỷ niệm gắn với tuổi thơ của Thảo. Và D. Vì ở quê có nhiều đồ chơi hơn ở thành phố. Sau khi đọc xong bài đọc thì chúng ta thấy rằng Thảo rất là yêu quê hương, nơi có nhiều kỷ niệm gắn với tuổi thơ của mình. Bởi vì đoạn văn nào tác giả cũng nói rằng Thảo nhớ về những ngày còn ở quê.
Thảo mong ngóng được về quê chơi, về lại những ngày xưa cũ ấy. Cho nên là phương án trả lời đúng nhất cho cô ba ở đây chính là phương án câu 4. Những dòng nào sau đây không có hình ảnh so sánh? A. Màn đêm giống như nàng tiên khoác chiếc áo nhung đen thêu nhiều kim tuyến lấp lánh. B. Đôi chim non tập bay, tập nhảy, quanh quẩn bên hậu như những đứa con bám theo mẹ. C. Tiếng cuốc gõ vào mùa hè buồn thảm. Và D. Những ngôi sao trên trời như những hạt thóc trên đồng mùa gặt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xét từng câu nhé các con. Ở câu A thì ở đây có từ như. Hình ảnh so sánh ở đây đó chính là so sánh giữa màn đêm với nàng tiên khoác chiếc áo nhung đen thêu nhiều kim tuyến lấp lánh. Vậy câu A này là một câu có hình ảnh so sánh chúng ta sẽ không chọn. Câu B, đôi chim non tập bay, tập nhảy, quanh quẩn bên hậu như. Ở đây có từ so sánh là từ như. So sánh giữa những con chim non tập bay tập nhảy quanh quẩn bên hậu với những đứa con bám theo mẹ. Câu D, ở đây cũng có từ như. Hình ảnh so sánh là những ngôi sao trên trời với những hạt thóc trên đồng mùa gặt. Vậy câu D này chúng ta cũng sẽ không chọn. Câu C là tiếng cuốc gõ vào mùa hè buồn thảm. Câu này thì không có hình ảnh so sánh cho nên chúng ta sẽ chọn nó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu 5. Tiếng quê có thể ghép với những tiếng nhạc dưới đây để tạo ra từ có nghĩa. Quê xóm ghép lại thì sẽ không có nghĩa. Chúng ta có thể ghép từ xóm làng, xóm giềng thì được, nhưng mà xóm quê thì nó lại không có nghĩa. Xã quê hay quê xã ghép lại cũng không có nghĩa luôn. Huyện quê hay là quê huyện cũng sẽ không có nghĩa. Tiếng quê ở đây chỉ có thể ghép với từ làng là có nghĩa nhất, cho nên ở đây câu B là câu có đáp án chính xác nhất. Câu 6. Em hãy viết tiếp vào chỗ trống để được câu văn có hình ảnh so sánh. Thảo bỗng ngửi thấy một mùi hương thơm như. Từ gợi ý mà cô gợi ý cho các con đó là mùi của những khóm hoa nhà bà. Câu 3, những cánh diều của Thảo và các bạn bay lên bầu trời quê hương như. Cô sẽ chọn cụm từ liền vào đây đó là cụm những ngôi sao mang theo bao kỷ niệm bay đi khắp bầu trời. Vậy câu hoàn chỉnh là những cánh diều của Thảo và các bạn bay lên bầu trời quê hương như những ngôi sao mang theo bao kỷ niệm bay đi khắp đất trời. Sau khi chúng ta đã giải xong bài tập đọc hiểu thì chúng ta sẽ đến với phần nâng cao hơn, đó là phần luyện tập. Bài 1, điền vào chỗ trống. An, oai, oanh hoặc uyết. Ở từ đầu tiên này thì cô sẽ lựa chọn phần oai. Từ thứ hai cô cũng sẽ lựa chọn phần oai. Từ số 3 cô sẽ lựa chọn phần ép. Câu hoàn chỉnh của cô là chú chim nhỏ loay hoay tìm bắt lũ sâu đục khoét thân cây. Câu thứ hai cô sẽ lựa chọn phần ai. Từ số 2 cô lựa chọn vần oai. Câu hoàn chỉnh của cô là ngoài cửa cơn gió xoay làm cây cối trong vườn nghiêng ngả.
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu B, L hoặc N. Từ đầu tiên cô sẽ lựa chọn là từ L. Từ số 2 cô cũng sẽ lựa chọn từ L. Từ số E cô lựa chọn từ N. Và từ cuối cùng cô cũng sẽ lựa chọn từ N. Câu văn hoàn chỉnh của cô là: long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biếc non phơi bóng vàng. Tiếp theo chúng ta sẽ qua bài 2. Em hãy điền dấu hỏi hoặc dấu ngã vào các từ in đậm trong đoạn văn sau. Từ đầu tiên cô sẽ lựa chọn dấu ngã. Từ số 2 cô sẽ lựa chọn dấu hỏi. Từ số 3 cô cũng sẽ lựa chọn dấu hỏi. Vậy đoạn văn hoàn chỉnh của cô ở đây là: quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước cương trong soi tóc những hàng tre, tâm hồn tôi là một buổi trưa hè tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài 3. Em hãy tìm từ ngữ chỉ âm thanh thích hợp để điền vào chỗ trống ở mỗi dòng sau. A. Tiếng sóng biển rì rầm như. Ở đây cụm từ mà cô lựa chọn đó là tiếng chuyện trò của đại dương bao la. Vậy câu hoàn chỉnh là: tiếng sóng biển rì rầm như tiếng chuyện trò của đại dương bao la. Câu B. Tiếng chuyện trò của bầy trẻ ríu rít như. Ở đây cô chọn liền cụm từ tiếng hót của đàn chim sơn ca. Vậy câu văn hoàn chỉnh là: tiếng trò chuyện của bầy trẻ ríu rít như tiếng hót của đàn chim sơn ca. Câu C. Từ xa tiếng thác dội về nghe như. Ở đây cô lựa chọn là câu âm thanh một trận mưa lớn. Vậy câu hoàn chỉnh là: từ xa tiếng thác dội về nghe như âm thanh một trận mưa lớn. Tiếp theo chúng ta sẽ qua bài 4. Em hãy đánh dấu X trước ô trống có từ em thấy có thể dùng trước từ quê hương trong câu. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với từ yêu mến. Yêu mến quê hương. Rồi, được. Cụm từ này rất là có ý nghĩa, cho nên là chúng ta sẽ chọn nó. Câu số 2 là gắn bó quê hương. Cũng đúng luôn, chúng ta sẽ chọn. Từ số 3 là từ nhớ. Nhớ quê hương, đúng. Từ số 4 là từ cải tạo. Cải tạo quê hương, đúng. Số 5, hoàn thành. Hoàn thành quê hương. Vậy là từ này là từ không đúng, cho nên chúng ta sẽ không chọn. Từ số 6, thăm. Thăm quê hương, đúng. Vậy chúng ta sẽ chọn nó. Từ số 7, từ làm việc. Làm việc quê hương không có ý nghĩa, cho nên chúng ta không chọn. Cuối cùng là từ xây dựng. Xây dựng kết hợp được với từ quê hương, cho nên là chúng ta sẽ chọn nó. Rồi, các con đã làm xong chưa nè? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua bài 5. Em hãy tìm và viết lại hai thành ngữ, tục ngữ nói về quê hương. Ở đây cô chọn hai câu thành ngữ tục ngữ là nơi chuông râu cắt rốn và con rồng cháu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ qua bài 6. Em hãy viết một câu văn nói về quê hương, trong đó có sử dụng hình ảnh so sánh.
Ở đây cô chọn câu quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Ở đây từ so sánh là từ như. Hình ảnh so sánh ở trong đây đó là quê hương mỗi người chỉ một, so sánh với chỉ một mẹ thôi. Các con hãy ghi bài vào vở nhé. Tiếp theo, chúng ta đến với bài 7. Em hãy ngắt đoạn dưới đây thành bốn câu và ghép lại cho đúng. Cháu rất nhớ khu vườn của bà. Khu vườn ấy có cây ổi đào mà cháu rất thích. Hè này về thăm bà, chắc cháu lại được ăn ổi. Trái ổi thơm ngon như tấm lòng yêu thương của bà dành cho cháu. Câu thứ nhất mà cô ngắt được là cháu rất nhớ khu vườn của bà. Câu số 2, khu vườn ấy có cây ổi đào mà cháu rất thích. Câu số 3, hè ngày về thăm bà, phẩy, chắc cháu lại được ăn ổi, chấm. Câu cuối cùng là trái ổi thơm ngon như tấm lòng yêu thương của bà dành cho cháu. Các con hãy giúp cô điền bài này vào vở nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ qua bài 8. Em hãy gặp chân dưới các từ ngữ chỉ hoạt động trạng thái trong đoạn thơ sau. Về quê, nghỉ hè để lại thăm quê, được đi lên rẫy, được về tắm sông, thăm bà rồi lại thăm ông, thả diều câu cá xuống không chi bằng, đêm về để ngắm ông trăng, nghe ông kể chuyện chị Hằng ngày xưa, bà rang đậu lạc thơm chưa, mời ông bà bé say xưa chuyện trò. Vậy các từ ngữ chỉ hoạt động và trạng thái ở đây chính là hoạt động đi, hoạt động thăm, hoạt động đi, hoạt động về, hoạt động thăm. Hoạt động thăm, hoạt động thả diều, hoạt động câu cá, trạng thái sướng, hoạt động ngắm, hoạt động nghe, hoạt động kể chuyện. Hoạt động rang và cuối cùng là hoạt động chuyện trò. Rồi các con hãy cùng cô gặp nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài chính. Chắc hẳn em cũng có một miền quê đẹp và thanh bình. Em hãy viết cho bạn một bức thư ngắn để giới thiệu về cảnh đẹp quê hương và mời bạn về thăm quê em. Ở đây cô ví dụ là ở đây chúng ta sẽ viết một bức thư cho bạn. Cô ví dụ là các con ở Hà Nội thì các con sẽ ghi là Hà Nội. Ví dụ hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2021. Hoàng thân mến, năm học sắp sửa trôi qua, thi giữa kỳ 2 đã xong, mình vội viết thư cho Hoàng đây. Công việc học tập của bạn ra sao? Đạt kết quả tốt không? Còn sức khỏe của Hoàng như thế nào? Nhân đây, mình sẽ kể cho Hoàng nghe những cảnh đẹp của quê hương Quảng Ngãi và mình muốn mời bạn ghé thăm vào mùa hè sắp đến. Hoàng ạ. À.
Quê hương mình đẹp lắm, ở đó có dòng sông Trà uốn quanh như dải lụa, núi An nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước trong xanh. Dọc theo sông Trà là con đường nhựa thẳng tắp đến bãi biển Mỹ Khê, một bãi tắm rất đẹp. Đến đó, bạn sẽ thấy mặt biển xanh xa tít chân trời, thấy sóng vỗ rập rờ trên bãi cát, nghe rừng dương ca những khúc nhạc thần kỳ, và cảnh đẹp của những làng ven biển sẽ làm bạn xao xuyến. Ở đó có cây đa, giếng nước đầu làng, có mái đình cổ kính rêu phong, có lũy tre đằng ngà cao vút, có hương sen phảng phất mơ hồ. Nếu bạn thích, gia đình mình sẽ đưa bạn đi tham quan Dung Quất. Đây là khu công nghiệp hoành tráng của quê hương Quảng Ngãi. Mình hy vọng nơi đây sẽ đưa Quảng Ngãi đi lên, sánh vai với các thành phố lớn trên cả nước. Hoàng ơi, mình kể chưa hết đâu. Quê hương mình còn nhiều phong cảnh đẹp hơn nữa. Mong một ngày nào đó, mình và Hoàng sẽ cùng đi thăm hết cảnh đẹp của quê mình. Một tỉnh nhỏ nhưng vô cùng hiếu khách. Chúc Hoàng chăm ngoan, học giỏi, đạt thành tích cao trong kỳ thi cuối kỳ 2 sắp đến. Mình mong được sự hồi đáp của bạn. Chào bạn, bạn của Hoàng, Nguyễn Hà Như Anh. Rồi, đây là bài tập cuối cùng của tuần hôm nay của chúng ta. Các con về nhà, hãy học bài, ôn bài lại bài cũ. Sau đó, các con hãy xem trước bài mới và xem trước các dạng bài tập của nó để tiết học sau được diễn ra một cách suôn sẻ hơn. Cảm ơn các con hôm nay đã cùng cô xây dựng bài. Hẹn gặp lại các con vào buổi học tuần sau. Tạm biệt các con.